like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us, I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us, please don't give up on me. At least give me a try. Cause you're the best thing, the best thing. Xin chào các bạn đến với một video mới. Hôm nay là ngày thứ 7. Hôm nay sẽ là một vlog. Mình nghĩ là mình sẽ không làm dài dòng mà mình sẽ go straight to the point luôn. Mình muốn update đi. Update cho tất cả các bạn biết cái thời gian mà từ khi mà mình thi Master Contest 2019 xong, mình cảm nhận như là hôm qua mình ngồi mình nhìn lại YouTube của mình và mình cũng chưa có một cái gọi là sum up, tổng kết cho các bạn cả một quá trình thời gian qua mình đã đạt được những cái gì. Và hy vọng rằng khi các bạn thấy được cái quá trình mình đi như vậy thì các bạn sẽ có một chút niềm tin hơn về tất cả mọi thứ. Thì thực ra là từ năm 2019, sau cái video mà chúng ta làm với nhau về cuộc thi đấu ấy, thì từ đấy là mình sau khi thi đấu xong là mình cũng sẽ giống như bao nhiêu anh em vận động viên khác, đấy là sẽ có một kỳ nghỉ đi du lịch. Thực ra đợt đấy là mình đi chơi khoảng tầm một tuần Đà Nẵng rồi tất cả mọi thứ, đi chơi với vợ mình bây giờ. Thời đấy là bọn mình mới quay trở lại với nhau thôi. Rebound cũng khá là căng, khoảng tầm hình như 7-8 cân gì đấy. Sau khi mà mình thi đấu thì nó tăng lại khoảng tầm 70-72 gì đấy. Và sau cái thời gian này thì mình có quay trở lại Mỹ. Thời gian đấy mình có làm thêm một vài cái vlog nữa. Và như các bạn biết là mình đã dừng YouTube của mình vào, mình vừa mới xem một thời gian ấy. Đấy là khoảng tầm tháng 11 năm 2019 và đến tận tháng 6 năm 2020 mình mới quay trở lại YouTube. Trong cái thời gian mà mình dừng YouTube ấy khoảng tầm 7 đến 8 tháng. Thì trong thời gian đấy cái mục tiêu duy nhất của mình đấy là cố gắng hoàn thành xong cho cái bằng. Và đợt đấy là mình yêu xa với vợ mình nên mình muốn dành cái sự quan tâm nhiều nhất cho cái việc học là một, để có thể tốt nghiệp là một. Và thứ hai là đấy, chăm sóc vợ yêu mình. Và thứ ba là tập luyện. Thực ra là tập luyện thời gian đấy thì vì cái thời điểm bắt đầu là mình đã rebound cao rồi, cái lượng mỡ body fat cao rồi. Và thời gian đấy thì mình chỉ tập trung là ok thôi, không phải là stress hay gì cả, chỉ ăn tăng lên. Tầm tháng 3, tháng 4 gì đấy mình bay trở về Việt Nam để chống dịch. Thì trong cái thời gian đấy các bạn biết là phòng gym đóng cửa tất cả mọi thứ tần tật. Thì nói chung là đỉnh điểm của mình nó sẽ là 81 cân thì phải, khoảng tầm tháng 5 năm 2020. Lúc đấy mình bắt đầu quay trở lại với video mọi người. Đấy, video tháng 6 là mình bắt đầu quay trở lại làm video quay hai em back này. Xong rồi thêm 1 đến 2 video nữa thì đến cái video thứ 3 nó xảy ra. Và ngày 18 tháng 6 là mình bị gãy chân. Thực ra là cái trước đó ấy mà mình đã xuất phát cái đợt cắt của mình vào khoảng tầm đầu cuối tháng 4, đầu tháng 5 rồi, khi mà phòng tập nó dần dần bắt đầu được mở ấy. Đấy là mình dần dần bắt đầu được đi tập lại rồi. Và lúc đấy thì mình cũng đã giảm được khoảng tầm 2 đến 3 cân thì phải, khoảng tầm 7-8 cân. Và tại vì sao mình lại bị cái chấn thương như đấy? Cái chấn thương đấy nó xảy ra trong một lần mình đi chơi bóng rổ. Và đợt đấy mình đang lấy cái bóng rổ làm cardio luôn, kiểu để nó vừa fun và vừa giúp mình có thể đốt được một lượng calo nhất định trong cái vòng cardio đấy. Thì cái tính của mình ấy nó rất là kiểu cạnh tranh và cũng gọi là nhiệt, nên là thành ra khi mà mình bay lên mình với quả bóng ấy, xong rồi mình rơi xuống đất bụp một phát đáp sai tư thế. Và đợt đấy cái thời gian đấy là cái body weight của mình nó nặng to với là cái khớp và cái cơ của mình, nên thành ra là nó bị chật khối cục bộ cổ chân, sẽ phải vào bệnh viện và gây mê để người ta may là nhá, không phải bị bất kỳ một cái gì liên quan đến đứt dây chằng hay đứt cơ. Đấy là cái lợi thế mình nghĩ là do anh em bọn mình tập luyện tạ, đúng không? Thì những cái sợi cơ cũng như là cái sợi gân của mình nó chắc chắn hơn, nên là nó chỉ chật cả khối cục bộ, chứ bình thường chật cái đấy là đứt hết rồi. Và sau khi các bác sĩ ấy kiểu giật ra kéo và bụp một phát quay vào thì ok, lành lại nhưng mà thời gian đấy
mình rất là tuyệt vọng. Đang ở trong một cái thời kỳ chẳng hạn như chuẩn bị xuất phát sự nghiệp, thời gian đấy mình khi mà mình về Việt Nam á, là mình cũng đang dần dần nhen nhóm là vừa học xong cái bằng của mình. Đầu tháng 6 là mình mới kết thúc cái bằng MBA ở bên Mỹ và xin bố mẹ để có thể được làm ngoài. Tại vì bố mẹ mình rất quyết đoán, rất muốn mình vào nhà nước làm và lại đi theo con đường của bố mẹ chọn. Và để có thể thuyết phục được bố mẹ cho mình làm cái nghề như ngày hôm nay, nó rất là khó các bạn ạ, rất là khó. Thì tự nhiên bụp một phát mình bị gãy chân như thế này. Mình cực kỳ thất vọng với bản thân lúc đấy. Lúc mà mình ngồi ở trên cái sàn đấu bóng rổ, mình hét rất to: ôi sự nghiệp của tôi. Khi mà mình đang cố gắng, mình đang chuẩn bị xây dựng cái hệ thống YouTube, rồi cũng như đang quay trở lại guồng quay để làm việc tốt hơn, thuận lợi hơn, thời gian mà chứng tỏ bản thân mình với tất cả mọi người xung quanh á, những người thân mình như là bố mẹ rồi họ hàng, là mình có thể làm được cái nghề này. Tại vì lúc đấy mình chưa kiếm được thu nhập từ cái online có chưa nhiều đâu các bạn ạ. Lúc đấy mình cảm giác như là mọi thứ trong cuộc đời mình nó đổ vỡ hoàn toàn. Nhưng mà thôi, xong ngày hôm sau ấy, ok mình buồn, cũng sẽ rất là buồn, nhưng mà mình cũng phục hồi khá là nhanh. Về cái mặt tâm lý, mình chấp nhận cái đấy xảy ra rồi. Bây giờ mình không thể nào cứ nằm mãi cằn ra khóc ăn vạ được. Tối ngày 19 tháng 6 là cái tối ngày hôm sau mình bị gãy chân, mình mới ngồi mình viết ra những cái gì mà mình có thể làm được nha. Mình muốn làm được trong một năm tới. Ví dụ mày đang muốn ở vị thế ra đâu, tập luyện ra sao, rồi body nhìn như thế nào, YouTube như thế nào, học hành ra sao. Đợt đấy mình vẫn đang học cái bằng Master Trainer này. Mình mới viết ra những cái mục tiêu mình có thể làm được, tập trung vào những cái gì mà mình có thể làm, viết ra những cái mục tiêu mà mình có thể làm. Mục tiêu mà gần nhất mình có thể làm được là gì? Đấy là phục hồi cổ chân, đấy là hoàn thiện xong cái bằng Master Trainer. Hầu như thời gian 2 tháng đầu, từ tháng 6, 18 tháng 6 đến khoảng tầm đầu tháng 8, là mình dành hầu hết cho nghỉ ngơi, ăn uống, phục hồi ra sao, rồi hồi như thế nào ở từng giai đoạn một. Và chính trong những thời gian này mình cũng đã học những cái cách mà để ví dụ phục hồi cổ chân qua những cái việc mà mình phục hồi từng cái nhóm cơ một. Nó hỗ trợ được cái việc đi đứng và đồng thời là tăng cái mobility của mình, tăng cái độ linh hoạt của cổ chân của mình. Và đương nhiên là đợt đấy mình cũng phải kèm theo là đi bóp thuốc đông y các bạn ạ. Ôi mình thề luôn, bóp đau vai cả chuỗi, nhưng mà đây là thời gian mà mình sẽ phải chấp nhận để mình làm tất cả những gì mình có, mình phục hồi một cách nhanh nhất. Trong thời gian đấy thì đúng là mình phục hồi rất là nhanh. Mình phục hồi khoảng tầm hơn một tháng thôi là mình bắt đầu đi lại được rồi. Mình xin bố mẹ bắt đầu chuyển ra Hà Nội. Và mình nghĩ cái thời điểm mình chuyển ra Hà Nội và phục hồi chân xong, nó là một cái cột mốc đầu tiên đánh dấu cho cái sự phát triển của mình. Vì ra đấy là mình sẽ tập trung hơn vào tập luyện này. Thứ hai là môi trường nó sẽ đỡ stress hơn này. Thứ ba là mình sẽ có gọi là nhiều cái thời gian hơn dành cho bản thân và tập trung hơn vào cái mục tiêu mình mong muốn và xây dựng mọi thứ giống như kiểu nền móng. Cái móng khi các bạn xây một cái nhà, cái móng phải chắc đã, xong rồi các bạn muốn xây gì ở trên nó thì xây. Và lúc đấy mình cảm thấy thực ra là cũng chưa tự tin nhiều lắm đâu. Nếu mà bạn nào theo dõi mình trong cái năm vừa qua thì mình cũng đã làm một cái vlog về cái có những cái thu nhập. Mình rất là bất ngờ khi mình làm online coaching trong thời gian đầu đấy, từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2020. Cái giai đoạn đấy là mình giảm từ 78 cân xuống còn 71 cân là giai đoạn mình cắt đầu. Đấy, sau khi các bạn nền móng rồi nhá, từng giai đoạn một mình tập trung vào từng mục tiêu khác nhau. Và trong một quá trình như thế, ví dụ như tập chẳng hạn, từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2020 là mình giảm mỡ lần một, mình nhìn gọn gàng hơn, mình tự tin hơn và tất cả mọi thứ nó sẽ xảy ra tốt hơn. Trong thời gian đấy, phát triển business của mình dần. Đấy, khi các bạn đã có nền móng, các bạn xuất phát mọi thứ tăng dần tất cả mọi thứ, các bạn chịu được nhiều stress hơn. Và khi các bạn giữ được cái mức stress đấy rồi, các bạn lại ổn định được tiếp và các bạn cảm thấy là mình ready to take gọi là thêm cái thử thách nữa. Và sau khi từ tháng 11 đến tháng 2 năm 2021, tháng 11 năm 2020 đến năm 2021 mình cưới vợ đấy, đón Tết cùng mọi người. Và trong cái thời gian đấy là cái thời gian mình đặt mục tiêu cho cái việc tập của mình, đấy là mình trải qua một cái giai đoạn gọi là improvement phase. Mình đã phân tích rất kỹ cho các bạn ở trong một cái video mình sẽ để ở bên này đấy. Và khi mà mình trải qua giai đoạn đấy, mình ăn được nhiều hơn, mình cảm thấy thoải mái hơn và mình cơ thể mình sẵn sàng cho một giai đoạn cắt thứ hai. Và giai đoạn cắt thứ hai của mình là từ tháng 2 năm 2021 đến cuối tháng 5 vừa rồi. Đấy, khoảng tầm 27-28 tháng 5 là ngày cuối cùng mình kết thúc cái đợt cắt đấy. Và mình xuống từ 71 mà xuống còn 65.5 là cân nặng thấp nhất của mình. Và chắc chắn là chặng đường thì nó sẽ không dễ dàng gì khi mà các bạn cắt. Và đặc biệt là cái vận hành của business của mình, online coaching của mình, nó càng ngày càng phát triển, đòi hỏi cái sự quan tâm của mình càng ngày càng nhiều. Và cùng cái thời điểm đấy, vợ mình có mang thai bé trai đầu tiên, mình lại cần càng phải quan tâm tới cái vợ mình hơn. Và
càng phải cố gắng kiềm chế, không phải kiềm chế, quản lý cảm xúc làm sao cho nó tốt nhất. Và tất cả những cái hành trình đấy, khi mà mình nhìn lại trong một năm vừa qua nha, cái tối ngày 19 tháng 6 năm 2020 đấy, có những mục tiêu chắc chắn mình sẽ không đạt được. Chẳng hạn như mình bảo là đến tháng 6 năm 2021 là mình phải cực kỳ siết, rất là siết chẳng hạn. Nhưng mình không đạt được cái mức cực kỳ siết đấy, mà mình chỉ đạt được cái mức siết rất tốt thôi. Siết rất tốt là kiểu là mình siết xuống nhưng sức mạnh của mình vẫn còn rất nhiều, và thậm chí là còn tăng hơn một chút. Với cái sức mạnh như thế và với cái chiến thuật lâu dài như thế, nó cho mình một cái nhìn cũng như một cách tiếp cận, cũng như một cách kết quả tuyệt vời hơn rất nhiều. Và thậm chí hiện tại khi mà mình đang nói chuyện với các bạn như này, mình đã quay trở về với cái chế độ reverse, có nghĩa là mình sẽ ăn tăng dần calorie và kiểm soát được cảm xúc, kiểm soát được cái mối quan hệ của mình với thức ăn nó tốt hơn rất nhiều so với ngày xưa. Với hiện tại sau khi mà mình kết thúc được cắt của mình 27 tháng 5 ở 100 gram cát một ngày nhé, mà mình vẫn rất bình tĩnh để có thể tăng dần cái lượng calo. Và đương nhiên là đôi khi sẽ có một hai hôm mình sẽ ăn vượt calo so với cái target của mình, nhưng cái lượng calo đấy nó không quá nhiều. Như là ví dụ như bụng một phát, mình nhớ cái thời 12 tuần giảm mỡ xong, khi mà mình thi đấu xong, đợt đấy mình đi du lịch, sáng nào mình cũng ăn buffet theo kiểu dạng là mỗi sáng phải 3-4 đĩa bánh mì. Ui, hiện tại kiểm soát được tất cả mọi thứ tốt hơn rất nhiều. Và khi mình đạt được cái vị thế này, mình cảm thấy rất tự tin. Không chỉ cái việc body của mình hiểu nó hơn, mình biết cách là mình làm cái gì hơn. Và đương nhiên là trong cái quá trình mà mình siết, hay cả mình cần cái sự kiên nhẫn để mà đạt được cái thành quả như bây giờ, mình sẽ có những cái gọi là nghi ngờ chứ, gọi là những cái lúc mà mình kiểu muốn nhanh hơn chứ, những cái lúc mình kiểu đau đầu khi mà ví dụ mình ăn rất thấp rồi, 100 gram cáp một ngày suốt liên tục 5-6 ngày, 7 ngày mà mình không thể giảm cân được, cực kỳ stress. Nhưng mà mình rất là hạnh phúc khi mình đã vượt qua được cái những thời gian đó, và mình vượt qua những ngày đấy mình không hề cheat tí nào. Nó cho mình một cái nhìn, cái hiểu hơn, cái kinh nghiệm tốt hơn rất nhiều về việc tập luyện, và cũng như là cái việc mình phát triển business, cái khả năng mà mình có thể kiểm soát stress, kiểm soát công việc, xây dựng một cái routine một ngày để làm sao mình có một cái năng lượng tốt nhất để mình vận hành về business, vận hành về tất cả mọi thứ một cái tuyệt vời nhất. Trong cái thời gian Covid vừa qua, nó là một thời gian thử thách, một thời gian khó khăn, và một thời gian có thể rất nhiều bạn rơi vào vị thế gọi là chết đói hơn mình rất là nhiều, và cũng cái vị thế khó khăn hơn mình rất là nhiều. Nhưng nếu các bạn dành những thời gian này, hãy nghĩ xem trong một năm tới, nếu các bạn có thể bỏ hết tất cả mọi thứ mà các bạn không kiểm soát được đi, như kiểu người ngoài nghĩ gì về các bạn, lỡ mà các bạn có fail hay không, lỡ mà kế hoạch này có thành công hay không, hay kể cả bố mẹ nghĩ gì về các bạn, tất cả mọi thứ sẽ phản đối bạn chẳng hạn, thứ đấy là các bạn không kiểm soát được. Nếu các bạn chỉ tập trung vào những gì các bạn có thể kiểm soát được, và các bạn cố hết mình để làm những cái điều đấy, chẳng hạn như các bạn ăn tốt hơn, các bạn tập tốt hơn, các bạn đọc sách mỗi ngày tốt hơn, các bạn đi ngủ đúng giờ hơn, các bạn dậy sớm hơn, chỉ cần mỗi ngày các bạn thêm một tí một như thế thôi, thì các bạn nghĩ rằng một năm sau các bạn đã đạt được vị thế như thế nào. Và mình cam đoan với các bạn nhé, khi bản thân mình đã đạt được một cái vị thế, cái tầm nhìn á, một năm sau nó đã đạt được một cái vị tuyệt vời hơn những cái mà mình mường tượng rất là nhiều. Ngày xưa mình đặt mục tiêu là cố gắng làm 50 triệu một tháng là tốt rồi, là gọi là tuyệt vời lắm rồi so với tất cả các bạn trẻ bây giờ. Nhưng mà không, đối với mình hiện tại nhá, mình đã làm được con số vượt hơn cái 50 triệu đấy rất là nhiều, và đối với mình 50 triệu nó rất là nhỏ bây giờ. Mình muốn cho các bạn cái niềm tin rằng nếu các bạn chỉ tập trung vào những gì các bạn kiểm soát được, các bạn đi hết mình với cái đam mê của bạn, những thứ mà các bạn cứ nghĩ là nó rất là quan trọng, như nó rất là to lớn và các bạn khó có thể vượt qua được, thì lúc đấy nó rất là nhỏ nhoi. Và thậm chí lúc đấy người thân của các bạn, gia đình của bạn sẽ tin vào các bạn hơn rất là nhiều. Lúc đầu mình đã làm được cái gì đâu, mình chưa có một cái khả năng về tài chính nào cả, nhưng khi dần dần mình cố gắng hết mình trong cái con đường này, không chỉ là body mình thay đổi, không chỉ là business mình tốt hơn, cuộc sống gia đình tốt hơn, tất cả mọi người đều tôn trọng mình hơn rất nhiều. Và mình hy vọng tất cả các bạn trẻ, không cần phải các bạn trẻ, tất cả mọi người, nếu các bạn đang xem đến cái video này, hãy xuất phát thay đổi những cái gì mà các bạn có thể kiểm soát được. Và mình tin rằng ấy, nếu các bạn đạt được những thành tựu ở trong cái công cuộc giúp body khỏe mạnh hơn, rồi giúp cái body của chúng ta tự tin hơn ấy, thì cái độ tự tin về tất cả việc, từ cái công việc của bạn ra sao, đam mê như thế nào, nó cũng sẽ tăng dần. Và nó cần cái sự kiên nhẫn của bạn. Bảo mình đây là cái đích mà mình muốn chưa? Chưa, mình không cảm thấy vui nếu mà mình cứ mãi giữ như này. Mình muốn cảm thấy là bản thân mình tiến bộ mỗi ngày, mình cảm thấy bản thân mình vượt qua được cái khỏi vòng áp vào mình mỗi ngày. Mình chúc cho các bạn sẽ luôn có một cái niềm tin, một cái đam mê, một cái tình yêu mãnh liệt đối với cái ước mơ của bạn, để các bạn có thể vượt qua được những thời khắc khó khăn nhất, những thời khắc mà các bạn nghi ngờ bản thân nhất. Và mình cũng sẽ luôn ở đây chiến đấu cùng các bạn. Mình chúc các bạn có một cái ngày ấm áp bên gia đình, có một tuần mới tràn đầy động lực,
chiến đấu với những đam mê ước mơ của bạn, cũng như là có những thời gian hạnh phúc bên người thân. Đam mê ước mơ nên phải có người thân ủng hộ thì những cái đam mê ước mơ của bạn nó sẽ bền hơn và vững hơn rất là nhiều. Và hy vọng các bạn cũng sẽ một ngày có được sự ủng hộ từ người thân tới cái đam mê của bạn như mình đã từng chiến đấu để giành được cái sự ủng hộ đấy. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau và yêu các bạn nhiều.